Lần đầu tôi kể là một chương trình mà Phạm Hương đã đam mê từ rất là lâu. Em là một người rất là năng động, rất là ngây thơ. Cao gần như là nhất lớp rồi. Con gái thì không ai cao bằng em rồi. Khi mọi người lại rất là thích chiều cao đó. Người ta không chê nữa thôi, chứ người ta không khen. Mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi theo cái nghề này. Chưa bao giờ trong đầu em nghĩ rằng là em sẽ đi theo nghề hình mẫu. Thưa mọi người đánh giá rằng là mình rất là tiềm năng. Bắt đầu mọi người nhận thấy rằng là mình rất là xinh đẹp. À, mình cũng có gì đó đặc biệt đấy chứ. Đón xem Lần đầu tôi kể với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương. Bất ngờ trở thành người mẫu lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 5 chỉ có trên HTV2.